Tôi gặp rất nhiều những trường hợp mà xin nghỉ việc ngay lập tức, không kể không câu nói gì, nghỉ luôn. Cho dù là họ có đang tức giận công ty hoặc không hài lòng với công ty gì đó thì đấy là cái cách làm cực kỳ sai. Rồi có cả những cái trường hợp là như thế này nữa, đó là nghỉ việc chạy vào thẳng phòng sếp, cãi nhau tay đôi với sếp và nói tôi không có công ty ông, tôi sang công ty khác, thiếu gì công ty khác, thiếu gì cơ hội. Đấy là một cái còn cực kỳ sai hơn nữa. Và cái thứ ba nữa, đó là khi mà nghỉ việc xong mà quay ra nói xấu công ty, nói rằng là công ty này tồi lắm, công ty này thế nọ cái lọ cái chai, và đi nói khắp nơi trên và khuyên mọi người là đừng lên và nên vào làm công ty đó, rồi lên những trang review công ty toàn những tin tiêu cực về đó, review của công ty nó rất tồi và xấu. Tôi nói với các bạn là nếu các bạn rơi vào trong những trường hợp như thế thì các bạn đã tự giết chết chính cái career path, chính các lộ trình phát triển của các bạn. Tại vì cái điều thứ nhất đó là giới nhân sự rất là nhỏ, những cái người làm nhân sự công ty này họ luôn có những connect với những công ty khác cũng là đối thủ hoặc là trong cùng ngành nghề, thậm chí là khác ngành nghề, họ biết nhau hết, tại cộng đồng nhân sự cực kỳ lớn. Bạn làm như vậy thì chắc chắn là bạn đã tự giết chính cái thương hiệu của mình, nên là có thể bạn đã rơi vào một blacklist của một cộng đồng công ty nào đó mà bạn không hề biết. Thì chính vì thế nên con apply CV ở đâu đó mà không được nhận gọi đi phỏng vấn, nó dễ hiểu thôi. Đó là cái việc mà tôi có thể giải thích các bạn. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa ấy, đó là không ai nhận một cái người trước khi mà người ta nhận bạn vào thì người ta cũng phải có một cái reference check, là gọi điện đến công ty cũ hoặc là tìm hiểu một công ty cũ là xem là bạn là người như thế nào, nếu mà cái vị trí của bạn nó rất là tế nhị. Thế nên là dễ hiểu thôi, nếu mà bạn không qua được vòng reference check thì người ta gọi điện về công ty cũ hỏi han ra sao. Đấy, đấy là hai cái. Thế thì bây giờ làm thế nào, xin nghỉ việc như thế nào để mà chúng ta có một cái thiện cảm và thậm chí còn được người ta quý mến. Thứ nhất đó là trước khi bạn ấy định nghỉ việc ấy, thì bạn hãy email trước đã, email trước khoảng tầm 15 đến 20 ngày gì đó, đó để bạn, để công ty có thời gian tìm người thay thế bạn, đào tạo người đó để làm được công việc của bạn. Cái thứ hai nữa đấy là rất nhiều người rơi vào trường hợp nghỉ việc là lúc nào cũng trong tâm tâm tưởng là ngày mai tôi nghỉ rồi tôi không muốn làm việc nữa, đâm ra làm việc không hiệu quả. Cái đấy thì một cái cực kỳ tồi tệ mà bạn phải bỏ ngay. Cái thứ ba nữa là nghỉ việc không có email. Khi nghỉ việc các bạn nên có email chào mọi người chứ, email và cảm ơn đã dành thời gian qua, cho dù là thử việc hay là chính thức thì cái email là cái cực kỳ cần thiết. Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn sếp, cảm ơn đồng nghiệp đã cho tôi một khoảng thời gian rất là tuyệt vời. Và tôi hy vọng là sau này chúng ta có thời gian, có cơ hội để làm việc cùng nhau nữa. Đấy là một cái điều rất là tuyệt vời, chẳng mất gì cả mà rất là lịch sự, đúng không? Mà hiện nay tôi thấy là nhiều người không làm điều đó. Cái thứ tư, trước khi quyết định nghỉ việc ấy, thì các bạn nên nói chuyện đồng nghiệp nhiều mà chia sẻ tâm sự, đừng tiêu cực, chỉ nói những thứ tích cực thôi và động viên hãy ở lại và cố gắng. Và cái thứ năm ấy thì khi mà mình nghỉ việc rồi thì mình hãy cố gắng là chúc cho công ty ngày càng phát triển hơn nữa. Đó, thế thì mấy năm cái điều trên ấy giúp cho mọi người biết là cách nghỉ việc làm thế nào để cho mà mọi người giữ được hình ảnh của nhau và sau này cái career path của chúng ta nó được đảm bảo nhất. Và chúc cho mọi người biết và chúc cho mọi người có một cái career path chắc chắn và xây dựng một hình ảnh cá nhân tốt ở trong lĩnh vực của mình. Cảm ơn tất cả mọi người.